Chào mừng các bạn quay trở lại kênh bí mật của 5% người giàu có. Các bạn nhớ đăng ký hoặc subscribe, like và share giúp mình nha. Sau video tập 27, giúp bạn hiểu được mỗi người đều có một hoặc nhiều nhân tố thúc đẩy hàng đầu, đồng thời giúp bạn biết được cách thức tạo mối quan hệ và tìm kiếm được đối tác tiềm năng để cùng đầu tư kinh doanh. Hôm nay, mình tiếp tục chia sẻ video tập 28, sản phẩm và dịch vụ. Mục đích của video này là giúp bạn phân biệt được bạn đang kinh doanh là sản phẩm hay dịch vụ, đồng thời gợi ý cho bạn cách kiếm thêm lợi nhuận từ sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang có. Một, sản phẩm. Ví dụ, công ty bạn tôi mở xưởng tạo ra nhãn hiệu sơn mới, sau đó phân phối bán ra thị trường tạo thu nhập. Trường hợp này, sơn được xếp vào loại sản phẩm. Ưu điểm của sản phẩm: có thể giải quyết bài toán quy mô, bán cho nhiều người và thu rất nhiều tiền. Nhân sự bán hàng trong nhiều trường hợp có thể không còn ở trình độ cao. Nhược điểm: cạnh tranh khốc liệt về giá, thị trường thay đổi nhanh, sản phẩm mau lỗi thời, có thể tồn kho. 2. Dịch vụ. Ví dụ, anh bạn khác của tôi mở lớp dạy tiếng Anh, tạo ra thu nhập hàng tháng. Trường hợp này, mở lớp dạy được xếp vào dịch vụ. Với nhiều người kinh doanh, dịch vụ là một nhược điểm chí mạng. Trong rất nhiều trường hợp, mãi mãi họ sẽ không kiếm được nhiều tiền nếu không biết cách. Ví dụ, bạn mở dịch vụ sửa xe ô tô, một ngày bạn chỉ phục vụ trung bình được 5 đến 10 xe. Câu hỏi quan trọng, nếu hôm nay có 50 khách hàng đến sửa xe cùng một lúc, bạn có phục vụ được không? Câu trả lời thường là không. Câu hỏi tiếp theo, bạn có muốn kiếm thêm tiền không? Câu trả lời là có. Dịch vụ trong nhiều trường hợp rất khó giải quyết bài toán quy mô. Tuy nhiên, vẫn có nhiều giải pháp để bạn vẫn kiếm được nhiều tiền từ dịch vụ. Ví dụ, tăng nhân sự lên, franchise, nhượng quyền, mở nhiều địa điểm khác nhau, bán thêm các sản phẩm, v.v. Ưu điểm của dịch vụ: có thể chi phí ban đầu thấp, có thể tỷ suất lợi nhuận cao, chi phí đầu vào thấp, tồn kho. Nhược điểm của dịch vụ: dịch vụ thường liên quan đến kỹ năng con người. Nếu dịch vụ đòi hỏi kỹ năng càng nhiều thì càng khó mở rộng quy mô. Một nhược điểm chí mạng của dịch vụ là mở rộng quy mô. Nếu không giải quyết được bài toán quy mô, bán cho nhiều người, bạn sẽ không bao giờ kiếm được nhiều tiền. Khi bạn bắt đầu hiểu về sản phẩm và dịch vụ, bạn cần đặt các câu hỏi sau. Bạn đang làm loại hình nào? Bạn có thấy giới hạn của nó và suy nghĩ cách giải quyết? Đây là câu hỏi giúp nhiều người hiểu được tại sao họ làm mãi mà không kiếm được nhiều tiền. Người làm dịch vụ có thể suy nghĩ cách tạo ra sản phẩm. Ví dụ, anh A mở lớp dạy tiếng Anh ôn thi TOEIC. Trong quá trình giảng dạy, anh tích lũy nhiều kinh nghiệm và bài viết hay về các chủ đề của học viên. Anh phát triển sản phẩm là sách, bán lại cho học viên của anh. Từ đó giải quyết được bài toán quy mô. Người làm sản phẩm có thể suy nghĩ kiếm thêm tiền từ dịch vụ. Ví dụ, anh B mở tiệm bán máy tính. Ban đầu anh chỉ nhập hàng về bán. Tuy nhiên, một số người thường xuyên hỏi sửa máy tính các lỗi nhỏ như không cài được Win, màn hình lỗi không khởi động được. Anh kiếm thêm tiền bằng cách mở thêm dịch vụ sửa chữa máy tính, có thêm đội ngũ sửa chữa, bảo trì để khách hàng yên tâm sử dụng sản phẩm. Đến đây mình xin kết thúc video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.